Con dế mèn thì ngày nay không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới dế mèn đã trở thành món đặc sản. Không những thế, dế mèn còn là một vị thuốc chữa bệnh rất là tốt, đặc biệt là tác dụng lợi tiểu. Trong video này thì mình sẽ nói về con dế mèn này với cả con dế chui nữa này trong một video rất ngắn gọn thôi mà sẽ xuất hiện. Rất là nhiều bài thuốc và cách chữa trị khác nhau cho nên các bạn cần phải xem kỹ mới có thể rõ được. Video rất là ngắn thôi cho nên các bạn cố gắng xem cho kỹ vào đừng tua nhé Đây các bạn xem, rất may mắn là mình quay được cảnh con dế nó đang kêu gọi bạn tình. Các bạn chú ý theo dõi rồi mình sẽ nói chi tiết hơn về các bài thuốc chữa bệnh rất là hay từ con dế mèn này nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về những tính vị tác dụng cùng với những bài thuốc chữa bệnh từ con dế mèn này nhá. Video rất là ngắn cho nên các bạn đừng tua nhé chú ý theo dõi nhá. Về bộ phận sử dụng chính là cả con dế mèn. Các bạn chế biến như sau: bắt dế về, nhúng vào nước sôi cho chết, rồi vặt cánh, dâu và đuôi, phơi hoặc là sấy khô. Còn về tính vị thì dế mèn có vị mặn cay, tính bình vào ba kinh là bàng quang, đại tràng và tiểu tràng có tác dụng lợi tiểu. Trong trường hợp mà các bạn bị cổ trướng thở dốc thì các bạn dùng dế mèn dùng 5 con nhé. Đem về sấy khô tán nhỏ, dây thành bột mịn, uống với nước sắc của hạt bìm bìm vào lúc đói để mà chữa trướng bụng thở dốc. Còn tiếp theo chính là cách dùng để mà chữa sỏi thận. Để mà chữa sỏi thì dùng dế mèn 10 con đem về sao vàng tán bột mịn, kim tiền thảo 30g cắt nhỏ, sắc lấy nước uống, uống bột dế mèn với nước kim tiền thảo làm 2 lần trong ngày. Đây chính là cách dùng chữa sỏi. Còn trong trường hợp mà bị nhiễm độc nước tiểu thì dùng dế mèn 7 con bỏ đầu chân, rang chín tán nhỏ uống với rượu làm hai lần có thể sắc uống cũng được. Còn trong dân gian thì thường dùng dế mèn để chữa bí đái như sau, dùng dế mèn từ 2 cho đến 3 con nướng giòn tán bột, uống làm hai cho đến 3 lần với rượu để chữa bí đái. Cũng có thể kết hợp lấy con dế mèn còn sống, giã nát với một củ hành và ít muối, đắp vào rốn băng lại, dùng vài ngày đến khi đái được thì trong trường hợp mà bí đái tiểu tiện khó khăn thì còn một cách nữa nha các bạn nhé cách này là các bạn có thể dùng cả con dế chuối hoặc là dế mèn nhé thì tác dụng của hai con này nó gần tương tự như nhau thôi còn về tính vị ấy, thì con dế chuối hay còn gọi là dế rúi nó có vị mặn tính lạnh hơi có độc còn con dế mèn thì nó lại có vị mặn tính ôn cơ cũng hơi có độc đều vào là ba kinh là bàng quang, đại tràng và tiểu tràng. Sau đây là bài thuốc để mà áp dụng cho trường hợp mà bí đái tiểu tiện khó khăn. Thì cách này các bạn dùng là dế rúi là 20 cho đến 30 con, ngắt bỏ chân và cánh đi rồi phơi hoặc sấy khô tán nhỏ. Dế mèn thì cũng vậy, cũng 20 cho đến 30 con, cũng ngắt bỏ cánh dâu đi, chân đi rồi là phơi khô hoặc là sấy khô đem về tán nhỏ Thì các bạn thấy là cách làm vẫn như nhau thôi Số lượng con dế mèn cũng như nhau thôi Rồi các bạn lấy cam thảo 20 gram Tất cả các vị thì các bạn đều tán nhỏ Rồi là trộn đều vào Mỗi lần các bạn uống 1 gram bột này Mỗi ngày thì uống 2 hay là 3 lần Dùng nước nóng để chiêu thuốc Cách này là dùng để chữa tiểu tiện khó khăn nhé thì cũng là tiểu tiện khó khăn thôi Nhưng mà đối với những người mà người già thì các bạn lại có chút thay đổi về liều lượng và cách sử dụng Bằng cách là dùng dế mèn 4 con, dế dúi 4 con, cam thảo 3 gam, nước 400ml, sắc còn 200ml Chia làm 3 lần uống trong ngày Như vậy là dế mèn được dùng để chữa sỏi này Rồi là chữa nhiễm độc nước tiểu Rồi là chữa bí đáy còn dùng để chữa chướng cổ thở dốc nữa. Và mình cũng đã nói rất rõ ràng về cách chữa như thế nào rồi nhá. Bạn nào mà chưa xem kỹ thì có thể tua lại để xem nhá.